Tại vì có nhiều người lúc mà bà Hằng mới bị bắt á, có nhiều người vẫn hy vọng chỗ chị Hằng mạnh lắm, giữ bà vài bữa thở ra sức mấy. Quy nói hồi đó anh nói với em như đinh trong cột đúng không? Quy nói nhiều người hỏi Quy lắm, Quy nói không có có, đã cắn rồi là không nhả, mà đã nhả đã một là không cắn, cắn là không nhả. Nên nhớ là trong cái chế độ á, nó giống như còn chó mà còn bulldog đó, phải còn đó nó cắn là nó không nhả, mà nó đã nhả đã một là không cắn, hai là cắn là không nhả, là nó giữ luôn, giữ con mồi luôn. Cái nguyên nhân tại sao cái vấn đề á, bắt bà Hằng hay không bắt bà Hằng không quan trọng bằng bắt bà Hằng hù thằng khác. Ok, tại vì bà Hằng á, bà nổi lên mà từ trước giờ đó bên phía chính quyền cộng sản họ không có lường được cái chuyện cái tầm ảnh hưởng. Mẹ livestream một cái lên có mấy triệu, bao nhiêu chục triệu người coi, nó dẫn dắt dư luận, nó tạo trend, nó tạo đủ thứ hết, cái sức ảnh hưởng nó thì nhiều người thấy vậy đó, bà Hằng làm được tôi làm được, cái bắt trước theo bắt đầu đẻ ra một đống gọi là YouTube con. Ok, lên nào là tự đi điều tra đồ, quay phim Thiền Am Bờ Vũ Trụ đồ này nọ, đi điều tra, tự động điều tra. Bên chính quyền cộng sản á, hồi xưa đến giờ họ không có muốn cho tư nhân làm truyền hình. Nên nhớ là báo chí họ có cái luật đàng hoàng, báo chí là cách mạng, báo chí là phục vụ, là công cụ, là tiếng nói của cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước. Thành ra bà Hằng đã biến cái đại nam của bà thành cái đài truyền hình. Thì trong cái thời gian mà bà Hằng livestream cũng có nhiều người cũng bắt chước ở nhà, đồ cũng vàng quân đồ đèn đước đồ lên ngồi đồ cũng bình luận này kia, là nó để trong thời gian nó suy nghĩ trước đã, tại vì nó biết là dư luận thu hút, thấy không? Bực bà Hằng cái mấy kia dẹp tiệm hết, bây giờ đố nào dám lên nói kiểu bà Hằng nữa thì nhìn sợ quá rồi. Nhìn là sợ, thành ra đó là cái vấn đề giam bà Hằng bao lâu không quan trọng bằng bắt bà Hằng để hùng khác. Tức cứ thể cái người nào có ảnh hưởng lạ dọc, thí dụ như em mới lên em làm YouTube á, 20-30 người coi, em 100 người coi, 1000 người coi, không, không 10.000 người coi cũng được nữa. Nhưng mà em đi ăn kẹo kéo rồi ăn bánh chưng bự khổng lồ, chiên cái chiên ăn mắm ruốc đồ, ăn xoài đồ, không nói gì hết đó. Nhưng bắt đầu tình hình như quen một cái là có người tới hỏi liền á, có nhiều người người ta không nói cho mình tại vì người ta sợ. Ok, là đổi hướng liền, ê nói gì nói cẩn thận nha, là bắt đầu tự động, là từ đó về sau là cứ đi lang thang ngoài đường, quay giấy số, quay này kia, quay chợ cho mồm đâu thôi, không ai dám nhắc đến tin tức. Tin tức là phải người của đảng đưa ra. Thành ra bà Hằng á, bà phạm một cái sai lầm là bà tạo một cái phong trào, bà lên livestream anh em chính nghĩa này kia, bu tới nhà người này rồi đi đình mò người ta, đi quay là trở thành gọi là phóng sự điều tra.